Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xbox.vn. Video này ha, mình sẽ muốn chia sẻ đến các bạn những cái cách làm thế nào để mình có thể di chuyển lên lưới trong đánh đôi. Và nhấn mạnh đây là đôi nam và đôi nữ nha, chứ không có đôi nam nữ. Xbox đang có chương trình giveaway 10 áo hàng tuần các bạn. Thế lệ chương trình là các bạn sẽ like, subscribe và comment những thắc mắc cũng giống như là những nội dung mà các bạn muốn mình làm. Tránh các comment spam sẽ không được tính nha các bạn. Mỗi cuối tuần mình sẽ có buổi livestream cũng giống như là bốc thăm và công bố kết quả ha các bạn. Các bạn nào trúng thưởng á, hãy để ý comment của mình nha. Tại vì tụi mình sẽ trả lời comment của các bạn ở phía dưới. Và các bạn có một tuần để liên hệ với bên mình. Mình nhấn mạnh lại nha các bạn, đây là đôi nam và đôi nữ nha, không áp dụng cho đôi nam nữ. Đôi nữ cũng có thể áp dụng được ha, nhưng mà mình sẽ muốn nói về đôi nam đôi nữ thôi. Theo em á, em đánh cầu nhiều rồi, anh sẽ hỏi em trước ha, em có biết những cái cách nào để mình có thể chủ động di chuyển lên lưới không? Là sao? Ý là đồng đội em đánh như thế nào thì em sẽ lên lưới anh? Không, thì có nghĩa là anh chỉ nói những cái cách nào mà em sẽ phải lên lưới. Em thì em nghĩ là mấy trái mà em bỏ nhỏ, em chặt lưới, em cắt lưới hoặc là em đập. Em cắt lưới, em đập mà em đi lên lưới sao được? Thôi em đập là em sẽ đi lên luôn. Em cắt lưới, em đập là em đứng đằng sau và em đòi chạy lên lưới hả? Đấy là đúng rồi, kiểu nếu mà trái này em cắt thì là bồ em sẽ chạy lên. Anh đang nói là em lên lưới mà. Thì em đập. thôi đừng nói, đừng nói nữa, mấy bạn rối bây giờ. Ok các bạn ha. Về việc đánh đôi hai người khi đang đứng ngang, thì có nghĩa là nếu đồng đội em đánh những cái pha cầu, chẳng hạn như đồng đội em sẽ đập nè, đồng đội em chặt nè, hoặc đồng đội em đánh những cái cầu mà nó có xu hướng nó đi xuống, thì lúc này mình sẽ phải di chuyển lên lưới. Thì em lên. Mình ha, có nghĩa là bồ mình đánh thì mình di chuyển lên lưới. Thì anh nghĩ cái việc này là nó rất là cơ bản rồi, có nghĩa là cái này là rất là nhiều người nói rồi, rất là nhiều người chia sẻ rồi, thì có ai cũng biết hết. Cầu mà bổng lên mà bồ mình đập là mình phải chạy lên lưới mình canh. Có cái tình huống cơ bản mà anh thấy mọi người hay mắc phải nhiều nhất luôn á, là em biết gì không? Giống như em biết là khi nào đồng đội mình đập với chặt cầu hay là đánh cầu đi xuống á, thì mình di chuyển lên lưới đúng không? Dạ. Nhưng mà thực ra như vậy là nó thiếu. Nó phải là như vậy mới là đúng em. Khi cái cầu mà bổng về bên phần sân của đồng đội mình, thì mình sẽ di chuyển lên lưới. Mặc dù chưa biết người ta, chưa biết người ta đánh gì. Đúng rồi, là phải di chuyển lên lưới. Dạ. Còn khi người ta đánh phong cầu thì lúc này mình sẽ di chuyển về. Đó, khi mình thấy cái cầu người ta phong, lúc đó mình mới di chuyển về. Còn cái cầu mà nó chỉ cần bổng lên đồng đội mình là mình phải di chuyển lên lưới để mình chuẩn bị cho những tình huống đập chặt rồi. Chứ không phải là đập với chặt thì lúc đó mình mới chạy lên lưới thì lúc đó không kịp. Thí dụ ha, bây giờ mà cái cầu nó bổng về phía em lui. Em lui đi. Đó, em lui là anh đã lên đây rồi. Xong rồi. Khi em phong cầu đúng không? Em phong, thì em anh phong về cái lại. Là anh lại lui về. Đó, nếu mà người ta lại quýnh vô chỗ em là khi em lùi là anh đã lên lại. Đó, để anh chuẩn bị. Và khi anh lùi về chẳng hạn, em phong thì lúc này nếu anh lùi thì em mới lên. Đúng rồi, em mới tiến. Ha. Dạ, ok em hiểu. Chứ không phải là em đứng, thí dụ đi, em đứng ngay đó. Mà anh đứng đây. Mà em đứng anh đây đập đây. Với anh chặt xem chạy kịp. Dạ. Đó, nó là như vậy nha. Anh nghĩ là cái này là cái mà rất là nhiều người mắc phải nè. Nhưng mà thường thường mà nếu mà cậu có phong về phía bồ em cũng đứng im. Em cũng đứng đó luôn. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, cái tới lúc em bồ em mà nó chặt thẳng đi cái chặt ghê chạy không kịp. Chết. Đó. Thì đó là bồ mình đánh. Dạ. Còn nếu mình đánh. Thì bây giờ anh sẽ chia cho em hai kiểu. Một kiểu á là mình sẽ là đánh phòng thủ. Một kiểu á là mình đánh tấn công, có nghĩa là mình sẽ đánh những cái cầu đằng sau ha. Thì phòng thủ á, để mà em có thể di chuyển lên lưới được á thì em phải thủ được những cái quả cầu là cầu tạt và cầu kê lưới. Là em thủ xong mà em dâng luôn hả? Đúng rồi, có nghĩa là cái quả cầu thủ của em cũng vậy. Miễn sao em cứ đánh cái đường cầu mà nó đi ngang hoặc là nó đi xuống thì em sẽ di chuyển lên lưới. Còn nếu em đánh cái quả cầu mà nó đi lên hay còn gọi là bung á thì sẽ không di chuyển lên lưới được ha. Những cái quả cầu bung là sẽ không di chuyển lên lưới được. Còn khi người ta đập vào em có thể tạt thẳng hoặc là tạt chéo gì cũng được, nhưng khi em tạt thì cái cầu bay ngang thì lúc này em sẽ tạt xong cái em chủ động em dâng lên ha. Em đi theo cái hướng tạt của em. Nếu em tạt chéo thì em sẽ đi theo một đường chéo lên đó đúng rồi, đi theo hướng chéo. Có nghĩa là em hình dung nếu anh đứng đây nha mà bên kia đánh qua anh tạt được chéo như thế này là anh sẽ di chuyển chéo. Anh di chuyển chéo vô để anh me theo cái đường cầu này. Còn nếu anh tạt thẳng thì anh sẽ di chuyển thẳng. Thì tại mình phải di chuyển theo cái hướng cầu. Di chuyển hướng cầu để canh. Vậy thì sẽ đặt ra một trường hợp nếu người ta đánh nghịch cái hướng mà mình đang di chuyển sao đúng không? Thì lúc đó mình sẽ phản xạ mình chạy. Mình vẫn là mình di chuyển. Mình đang dưới lưới mà mình sẽ phản xạ mình chạy. Giống như bây giờ anh tạt thẳng, anh di chuyển lên nhưng mà bên kia người ta lại chả chéo qua đây, chả chéo lưới bên này. Thì lúc đó anh vừa di chuyển lên canh nhưng mà anh vừa phải nhảy qua bên này.
đó. Cũng giống như khi anh tạt chéo mà người ta quýnh thẳng thì trên đường này đi anh sẽ bẻ qua đây anh quýnh luôn. Dạ. À, nghĩa là mình sẽ chủ động bắn xe lấy luôn chứ à, không phải bồ mình. Đúng rồi. Tại lúc đó là mình đã chủ động, mình sẽ lên lưới. Và nó có hai cái quả thủ nữa là thủ kê kê nhỏ. Dạ. Tức là người ta đập em kê lại cái lưới thì em cũng sẽ di chuyển lên. Và giống như nãy anh nói, mình đánh hướng nào di chuyển đó. Đó. À, nhớ nhớ cái đó nha. Dạ. Chứ không thôi là chất quốc tự nhiên đánh chéo mà chạy thẳng thì thành ra là em đâu đi theo trái cầu. Dạ rồi, em nhớ rồi. Còn nếu mà tấn công thì cái này nó hơi đặc biệt xíu nè. Cứ là ai cũng biết cơ bản nếu mà mình là cái người đập hay dạ, mình là cái người chặt thì đồng đội mình sẽ lên. Ừ thì làm sao mình lên được đúng không? Dạ đúng. Thì đó, nó sẽ có một vài cái trường hợp đặc biệt là em đập nhưng em sẽ đi lên lưới được. À, đầu tiên anh chia cho em cái quả đập nè, cái quả đập dạ, mà anh muốn nói tới là cái quả đập gọi là bên kia đối phương đưa cầu không tới hay gọi là quả cầu còn mà non nó non. À, cầu non á, cơm sườn đúng rồi, cầu non cơm sườn đó dạ, là nó nằm đâu giữa giữa nè. Dạ. Mà em đứng đằng sau mà em đập á là xu hướng là em sẽ đi lên. À. Tại vì cầu đó cầu ngon nên là mình đúng sẽ rồi, đập người ta. Đập xong em sẽ bắt đầu em dâng luôn. Dạ. Okay. Dâng lên theo cái góc đó luôn. Dạ. À, thì cái quả đập đó cũng giống như nói ha, nó y chang quả thủ vậy đó. Coi là nếu đập thẳng thì đi thẳng, đập chéo thì đi hơi xéo. Dạ. Đi theo hướng cầu thôi. Dạ. Rồi, là cái quả đó là quả non ha. Thì thường á nếu mà đồng đội em hiểu ý, đồng đội em sẽ dạt sang một bên. Dạ. Để cái khoảng trống trước mặt để cho em lên. Em chú ý cái điểm này nha. Tại vì có non hay không đi nữa thì cái người đồng đội của em á phải di chuyển ra để cho em lên. Dạ. Còn nếu mà họ không di chuyển ra thì em không lên được nha. Nhưng mà đa phần á trong đánh đôi á, và nhất là những người mà có tập luyện hoặc là qua môi trường có tập luyện này kia thì họ sẽ hiểu cái quy luật đó, tức là họ sẽ biết được rằng cái quả cầu non đó thì cái người đứng lưới họ sẽ phải dạt ra. Anh mà ví dụ như là đồng đội của em á, mà đồng đội em kiểu không biết hoặc là không hiểu ý á thì cái trái đó hay sao anh? Kiểu gần ai thì người đó lấy hay sao? Thì em bắt buộc phải đi theo quy luật của xã hội. Em đập xong em đi về. Em không đi lên nha. Em mà đi lên là em đụng người ta đó, em hình dung không? Bây giờ nè, em đứng lên đây đi, em đứng lên đây đi, anh chỉ cho. Thí dụ đó, thì khi cái quả cầu nó non là đứng đây. Dạ. Anh đứng em đập thì có phải anh đứng rất gần em sẽ cảm giác được đúng không? Dạ. Thì em sẽ dẹt qua bên dạ, kia qua đó, em dẹt em canh cái đường đó để anh quýnh xong anh sẽ lên đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ nếu một người ta không biết, người ta không cảm nhận được, em đứng nó đi à, thì đập xong nếu mà quýnh trái cầu vô đây có phải là anh nhào lên em cũng nhào qua không? À, thì đó là lý do người ta dễ đụng nhau là vậy đó. Thì trường hợp đó mình sẽ nhường cho. Đúng rồi, em đứng sau em thấy, em quan sát được. Dạ. Em biết được là người ta có đang di chuyển ra để cho em lên hay không. À, dạ. Chứ người ta đâu có biết được là em có lên hay không. Mình chủ động hơn. Đúng rồi, theo quy luật xã hội nha. Nhớ né những tình huống đó. Còn một cái trường hợp thứ hai như anh nói á, là trường hợp mà cầu ngoài sâu. Cầu ngoài sâu, dạ, cú sân nhưng vẫn lên nha. Là mình vẫn lên luôn. Ừ, đối với những cái trường hợp như thế này, là khi mà bên kia họ thủ tốt quá, họ dạ, cứ ép mình đằng sau mình phải di chuyển hai góc liên tục á. Dạ. Thì thường nếu em thường phong trào thì em sẽ ít thấy lắm. Nhưng mà nếu mà trong chuyên nghiệp á, em coi em sẽ để ý, em sẽ thấy như là thường một cái vận động viên ở chuyên nghiệp á, người ta đập cái cầu sâu á mà không chết á, người ta đập khoảng 3 trái trở lên á là bắt đầu người ta sẽ tìm cách người ta luồn lên. À. À, có nghĩa là lúc đó tự động bồ ta sẽ hiểu, à, người ta cảm thấy đập hoài không chết. Là có nghĩa là bắt đầu bồ sẽ tự động mở góc. Kể cả người ta đang đứng cuối sân đúng không? Nhưng mà họ sẽ thấy được cái vận động viên kia bồ của họ mở góc ra cái là họ đập trong cái là bay lên họ đổi chỗ liền. Kiểu như là đổi người đập. Anh vô. Không, cái đó bồ hổm, em có nói anh với là anh Nguyên làm. Đúng rồi, nếu mà em không đổi người đập á, em đứng sau em đập hoài một hồi là bên kia người ta hủ cứng quá, em sẽ tiêu hao thể lực, em sẽ thua thôi. Dạ. Đó, là trong đánh đôi hai người mình phải sử dụng cả hai chứ. Chiến lược. Đó là cái loại cuối cùng đó thì thật ra cái đó thì trong chuyên nghiệp mới xử lý nhiều. Dạ. Còn bình thường mà em nghĩ là không ai bung mà tới cuối sân mà nhiều trái như vậy đâu anh. Nói chung bình thường em đánh phong trào này kia thì cũng ít dạ, có nhiều cái đường cầu dai để mà phải xoay chuyển liên tục vậy. Dạ. Thì đó là cái cách để các bạn có thể chủ động di chuyển lên lưới ha. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho các bạn chủ động đi lên lưới được ha, cũng giống như là không có bị lên lưới trong những cái tình huống sai đó. Còn các bạn nếu mà các bạn thắc mắc gì nữa thì cứ comment xuống phía dưới ha, mình sẽ cố gắng giải đáp ở các video clip tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì cho mình và các anh em một like, một subscribe, cũng giống như là đừng quên bấm vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ xbsport.vn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.